Trưa nay, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Vĩnh Long phối hợp với Công an huyện Tam Bình bắt quả tang nhiều đối tượng tham gia đá gà ăn thua bằng tiền tại khu đất trống thuộc xã Tường Lộc. Khi công an bất ngờ ập vào, các đối tượng đã bỏ chạy tán loạn nhưng đã có 11 đối tượng bị bắt giữ. Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ một con gà, 5 xe mô tô, 9 điện thoại di động, số tiền trên 20 triệu đồng và một số tang vật có liên quan. Vụ việc được bàn giao cho Công an huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long tiếp tục làm rõ xử lý theo quy định của pháp luật. Nạn đá gà ăn tiền dù được các ngành chức năng xử phạt nghiêm khắc nhưng vẫn tồn tại ở nhiều nơi, gây bức xúc trong quần chúng nhân dân. Thậm chí có nhiều bậc phụ huynh còn đề nghị công an ngoài xử phạt tiền còn phải phạt lao động công ích đối với những người tham gia đá gà, trong đó có con em của chính bà con.